Các bạn nhớ kỹ cái hình dáng rồi thế này nhá. Xong rồi tí nó ra ruộng tôi hướng dẫn cho mọi người, hoặc là tôi sẽ trình bày cho mọi người cái vấn đề là làm từ lúc cành chiết, hoặc là nếu mà mọi người có cây bụi thì làm như thế nào. Thì báo giá sơ qua cho các bạn là như cây này thì nếu mà nhiều người người ta mua lẻ, người ta tò mò là cây này được bao nhiêu tuổi rồi, thì thực tế như bọn tôi làm ấy thì nó chỉ được 4-5 năm thôi. Thế còn nói chung là sau cái đợt mà hoa hồng cổ thì các bạn hay bị những cái bạn ấy bán ở trên mạng ấy, bạn ấy nói là cháo chuẹt, bạn ấy bảo cây này từ thời ông nội đi bộ đội với thế nọ thế kia. Tức là không thể so sánh cái việc là tuổi thọ của nó mấy cả so với cái việc thân hoặc là tán được. Bọn tôi nó làm, nói chung là làm thì nó nhanh. Chứ còn phải những người khác, người ta có một cây nhài con xong người ta trồng lên như thế này thì có lẽ 10 năm, 20 năm ấy, thật. Để mà ra một sản phẩm như thế này thì nói hỏi về tuổi thọ thì có thể người ta sẽ bảo người các bạn là cây này từ thời ông nội đi bộ đội, nhưng mà thực tế nếu mà vào tay bọn tôi chăm như thế này thì nó chỉ rơi khoảng tầm 4-5 năm thôi. Còn rõ ràng hỏi cái thời gian đối với tôi nó cứ lấn cấn kiểu gì, nó lấn lấn kiểu gì ấy. Tôi bảo mấy cả hôm hiếu ngũ sắc là anh em mình quen nhau cũng được 3 năm rồi nhỉ, nó bảo ơi chưa được 1 năm. Cùng thời điểm hè này năm ngoái ông nạc quạc cái đéo nào, ông ấy vào vườn ngũ sắc của tôi ông hỏi mua 10 cây ngũ sắc thì bao nhiêu tiền đấy. Tức là cái trí nhớ của tôi nói chung là nó tầm tầm nó tầm 4-5 năm, nhưng đấy là có thể là còn nói quá đấy. Nhưng còn nếu mà các bạn mà có một cây như này mà ở nhà các bạn trồng thì có lẽ 10 năm 20 năm. Cho nên tôi có thể là nhiều ông sẽ hỏi là cái cách chăm sóc rồi thế nọ thế kia như thế nào, thì tôi cũng chia sẻ thật là đây ví dụ như là phân nọ phân kia, xong rồi cho ăn đỗ tương hoặc thế nọ thế kia. Nhưng mà nói chung là từ cái này thì tôi chỉ nói về cái vấn đề là tất cả các dòng sản phẩm cuối cùng để mà tồn tại được thì nó đi sâu vào cái vấn đề thân mới cốt mới thủ này. Như anh Phương hôm nọ anh ấy bảo là quay mấy cây nhài kép ở ngoài ruộng đi bán, nhưng mà cây nó bụi tùm lum. Đấy, ban đầu thì bọn này cũng là bụi thôi, nhưng mà sau quá trình 4-5 năm liên tục chiết rồi phá để nó làm như thế này, thì các bạn nhìn tổng thể 100 cây mà như thế này, tức là các bạn phải chăm. Băng đi một thời gian các bạn có cây này nhưng các bạn không để ý, nó mọc tua rua ra thì nó phá hết. Thì các bạn khi các bạn ấy ra cắt hết thì nó nuôi chủ yếu nó tu nuôi tập trung chỉ như thế này thôi. Đấy, các bạn hình dung chưa? Còn những cây này thì nó là bụi nhưng gốc nó to lắm. Đây, để tôi cho mọi người xem. Đấy, cho nên là về vấn đề mà mọi người có cái người mua lẻ người ta hay hỏi là cây này bao nhiêu tuổi rồi. Cái người người ta biết thì không sao. Người ta buôn bán online hoặc là như các bạn bán hàng online, bạn cộng tác viên ấy, thì bạn biết làm sao được cây này bao nhiêu tuổi. Quay ra hỏi thì lại không có tính chính danh, thì mình nói rõ luôn là tùy từng người chăm. Ví dụ như có những người chăm thì chăm cây này chỉ 4-5 năm thôi. Đấy, có những người bây giờ ở trong nhà dân ấy thì cây này phải chục năm, 20 năm. Đấy, có những người dân phải ở trong dân phải 20 năm. Cây này cao thì có cao bao nhiêu đâu, nó chỉ cao khoảng tầm 3,5 m thôi. Đấy là cả dưới này này, trừ bì đi thì nói chung là nó cũng tầm trên 3 m. Tầm vậy, gốc thì cứ từ cây nọ ăn cây kia. Đây quay cho các bạn xem cái mô hình, còn đây là gốc thì nó toàn như thế này. Đấy, gốc nó toàn như thế này. Tán gái gì? Ông này, ông học cái bài học của cái thằng Hoàng Huy tôi vừa chặn nó kia kìa. Hoặc ông cũng có thể là một cái lick khác của Hoàng Huy. Mẹ suốt ngày mình quay cây lúc nào cũng tình dục mấy cả cái thủy như thế nọ thế kia, toàn đem chuyện gái gú vào trong quốc hội để nói chuyện. Mẹ quốc hội đang rất là đau đầu trong việc trồng cây gì, nuôi con gì. Trong khi là cái đầu dưới của các ông toàn cái đầu trên. Mà được đéo bao nhiêu? Mẹ mở phim sách thì tua đến đoạn nó gay cấn, xong rồi ngồi xem được 2 phút thì phọt cụ nó ra rồi. Cái người mà hay nói chuyện tiền nong là những cái người ấy, nó không phải giàu thực sự. Còn những cái ông mà đấy kiểu như vậy trong cuộc sống nó thế. Người giàu thực sự người ta không nói chuyện tiền đâu. Mẹ những cái ông vượng, ông viết, ông ấy đi, ông làm đéo có tiền. Muốn mua cái gì toàn phải vay tiền của lái xe xong rồi về nhà mới giả. Còn những cái ông mà hay nói chuyện tiền nong mấy cả kinh tế rồi thế nọ thế kia toàn những ông kiểu dạy khóa học hết. Đây gốc thì đấy nó toàn tầm như vậy. Hôm trước tôi đo hình như vanh bao nhiêu ấy. Đây là cái đại ý cho các bạn là những cái gốc nó to. Còn nói chung là các bạn vào thì phải vào đúng chuồng. Mẹ người ta đang nói chuyện trồng cây gì, nuôi con gì, đang nói nhài, các ông không hỏi về nhài, các ông cứ thế nọ thế kia. Mẹ nó đuổi thì lại bảo nó ác. Này, phải đúng chủ đề chứ, khi nào nó nói chuyện tình dục thì các ông mới hưởng ứng. Cái phần dưới, đầu dưới nó to hơn cái đầu trên. Chả suy nghĩ mẹ gì về kiếm tiền kiếm trước thì. Xong mai sau mới thế chứ. Bây giờ bọn trẻ con tin tin ấy.
nó vào nó phá đám nó xem thì nó toàn nghĩ đến chuyện tình dục tình riêng. Mày sau 30 tuổi 40 tuổi mày mới biết được, lúc ấy lại đau đáu dạy tương lai. Xong lại lúc ấy mày lại biết thế thì đấy, nói chung là 4-5 năm. Và cái quá trình làm như thế này thì phải chăm, chứ không có một cái bí quyết nào cho sự thành công mà các bạn vừa lười vừa muốn nhiều tiền cả, chỉ có đi lừa đảo thôi. Còn rõ ràng là bây giờ tôi khá là lười, nhưng tôi vẫn kiếm được thu nhập nó cao hơn những cái người chăm chỉ bây giờ. Là tại vì trong vòng 4-5 năm trước hoặc 10 năm trở lại đây tôi khá là chăm. Đấy, giờ đến bây giờ thì tôi được quyền tôi lười. Đấy, các bạn phải hiểu như thế. Chứ còn có thế thế là các bạn không phải chăm cả đời, nhưng mà trong một giai đoạn nào đấy cần phải chăm thì các bạn phải chăm. Đấy, còn lúc nào lười thì các bạn thành công rồi thì các bạn có được quyền lười. Còn đôi khi với những người thì người ta biết rất nhiều, người ta nói rất nhiều, người ta nói có thể người ta ta nói rất là hay, nhưng mà thực chiến người ta không cao. Nói thì rất là hay, vào chửi mình thì rất là kinh, nhưng mà nói một cái vấn đề gì là nắp ba lắp bắp chả nói được cái mẹ gì. Ôi, mà hở mồm ra là nói chuyện tình dục mới ích kiếc các thứ. Bọn ấy là bọn thiếu thốn tình cảm, không à? Đấy, nó nói về thứ nhất là tuổi. Cái thứ hai là nếu các bạn mà có một cây nhài mà muốn làm như thế này, các bạn phải mất tầm 4 năm liên tục như thế. Tí nữa ra ruộng tôi sẽ nói về cái vấn đề đào tạo từ lúc ở cây bé bé xong rồi. Nó bụi tùm lum như thế này này. Đây là những cái cây mà cành chiết nó đã dốc, được dốc thoát thân rồi. Xong rồi những cái cành dưới kia thì một là cắt đi, hai rợi già lại chiết. Đấy là để gióng cho nó thoát thân ngay từ đầu. Thì bây giờ mới được như này. Dần dần tất cả các hàng. Đôi khi với những người ta không hiểu thì người ta cứ nghĩ si xanh làm củi. Mẹ, có những cây xanh mà hôm trước tôi quay đấy, tỷ 2, tỷ 4, tỷ rưỡi. Nó phải cốt cách nó thế nào. Nó như anh Phương, anh xem video này thì anh bảo nhà tao đầy nhài kép. Nhưng cái loại nhài kép của anh nó bụi tùm lum ấy. Mình bảo là anh Phương, anh bảo quay đi. Mà cái loại bụi tùm lum như thế này thì chả biết bán kiểu gì. Nó khó. Ôi rồi đấy, mày cứ nói thêm câu nữa là tôi chặn đấy. Mẹ, cái chuyện gia đình tao hoặc là cái cuộc sống của tao mày cứ can thiệp, mày cứ lo cuộc sống của mày tốt đi đã thật. Mẹ cứ đi toàn lo chuyện người khác. Người ta các cụ hoặc là các bọn ở trên mạng nó bảo ăn cơm cà nói chuyện thế giới đấy. Mẹ, cái kinh tế của mình thực ra là được nói chuyện thế giới, nhưng mình phải biết mình ở đâu. Mình suy xét xem mình đã tốt chưa mình mới nói người khác được, hiểu chưa? Vẫn còn đau đáu dạy tương lai của mẹ nên còn đi so sánh thế nọ thế kia. Thằng này chính là thằng Hoàng Huy mà tôi chặn nó rồi, xong rồi nó lập đích khác. Còn đôi khi mình quay nhưng mình không để ý gì đâu. Thật. Đấy, còn đây bây giờ ví dụ như là giá đấy mà nhiều ông hỏi thì đây phải nói sơ qua như này. Để tôi chọn một cây nó đẹp, đẹp thật sự. Còn lên chậu nhá, từ lúc nó ở dưới đất này như này là để nuôi tán. Gia đình thì cũng không có nhiều, ở đây thì nói chung là cũng chỉ được 100 cây thôi. Tính sơ sơ mà nếu mà bán tất thì được 8 triệu thì được 800 triệu. Đúng không? 8 triệu nhân 100 cây, 800 triệu sơ sơ như vậy. Khi mà lên chậu thì nó như thế này. Cũng là cái cây như thế. Thì thêm được 1-2 triệu tiền đấy. Tức là nuôi ở dưới đất này. Đây các bạn nhìn cây dưới đất này. Cây dưới đất này. Tí đo đo gốc cho. Rồi cho lên chậu nó chính là nó đây này. Khuyến mãi thêm thêm trứng con ngáo ộp ở cây nhá. Nó cao thì nói chung là nó toàn cao 3 mét, hơn 3 mét. Đấy. Tất cả những sản phẩm nếu mọi người nâng cao cái cây lên. Thì nói chung là chỉ có bọn ế là cái bọn mà nó đi qua cái cơn bão của cái sốt. Và nó xấu. Chứ còn với cái hàng cốt này, kể cả thị trường nhài kép có đi xuống, các bạn vẫn bán được. Chủ yếu cái giá nào thôi. Vẫn có người mua, tìm đến, tại vì nó đẹp. Đấy. Cho nên vòm thì nó như thế này. Vòm này thực ra là nó là cái vòm kiểu bàn trà đấy. Nhưng cái chỗ bàn trà kia nó chưa đến. Các bạn nhìn thấy cái tay, thấy chưa? Chứ còn không phải là cứ thẳng đuồn lên xong rồi bung bung tán như kia. Mai sau ép vào cái bàn trà kìa. Tôi lần trước tôi có quay rồi, nhưng mà nói cho mọi người như thế. Cái này hình như là hôm trước mình bảo bao nhiêu nhỉ? Nói chung là tầm chục hơn chục. Thế là cho các bạn mua lẻ. Còn anh em tôi thì lại khác. Có sự phân biệt rõ ràng chứ. Đấy. Tức là các bạn hình dung là đây như cây này này. Cho lên chậu thì nó cũng thế. Các bạn nhìn cây này và cây đằng sau ấy. Đấy là việc cho lên chậu. Chậu thì tính thêm cái chi phí của chậu mấy cả khung hàn rồi thế nọ thế kia. Cây trên chậu thì chăm vất vả hơn cây dưới đất. Đấy. Nhưng mà ở trên chậu thì các bạn được tùy nghi, các bạn bê lọ bê kia. Đi ra khỏi nhà mà đi sang Tây Ban Nha mà chơi ca ve mà nó nhốt cho 1-2 tháng thì về là cây nó chết đấy. Phải bố trí người ở nhà mà tưới. Cây dưới đất thì có thể các bạn đi mấy tháng thì về nó vẫn sống được. Cây trên chậu này mà không tưới là chết. Đây này. Nếu mà bình thường là phải ép từ cái chỗ kia sang bên này này.
Đấy. Sang bên Tây Ban Nha mà chơi gái là phải bố trí người ở nhà. Đây là cái nhà đơn. Đây, khi mà nó hoàn thiện như cái bọn ấy, cái này là cái nhà đơn. Nhà thóc. Nhà thóc mấy cái nhà ba lá nó khác nhau điểm gì? Lá của nó khác này và đối xứng hai lá. Đây để tôi ngắt cho. Hoa nó khác. Đây nhá. Ngắt cho. Đây này. Đây là cái nhà hai lá. Cây kia ông nhà hai lá. Đây, nếu mà nó hoàn thiện là nó như thế này này. Đấy, nó có cái kiểu bàn trà, cái nghiêng nghiêng một bên. Nhưng cây này là cây hai lá. Có cái cả mẹ tôi này bắt đầu thành idol rồi các bạn ạ. Muốn gọi suốt ngày. Rất lại thành idol rồi, cái TikTok kia nó đang đề xuất không? Lại trở thành idol rồi. Và khi mà các bạn trở thành idol thì các bạn phải biết là các bạn sẽ hứng chịu là chúng nó không hiểu gì nó gọi đến nó chửi bới. Mẹ thì cái thằng cháu kia với bố con nhà nó còn gọi cho cả bà già tôi để chửi tôi. Chửi cho bà già tôi. Đấy mặt trái của sự phát triển nó như thế này. Có thằng nó không hiểu chuyện nó chửi loạn xin cậu. Đây là cái nhà hai lá nhá. Nhà thóc nhá. Nhưng mà nhà ba lá nhìn lá này. Nó đối xứng từ đây này. Bạn nhìn cái việc cấu hình của việc đối xứng nhá. Tí nữa sẽ nói đến cái vấn đề hoa. Nhà các bạn có thì là cái nhà hai lá này này. Các bạn đối xứng hai lá một ở lách lá này. Đấy, cứ đối xứng hai lá thì là nhà hai lá, nhà thóc. Bông hoa nó khác, còn cái nhà ba lá là đối xứng từ ba lá này. Nhà két đấy. Đấy, đi đâu về đâu vừa nhắc xong có mặt luôn. Tên nick cũng rất là trăn trở, đi đâu về đâu. Anh phải đặt lại cái nick đi câu cá. Hoặc đi ván mọc. Đấy, mẹ hỏi cái câu đặt cái tên nick là đúng là trăn trở cả đời. Nhưng mà trăn trở mãi mãi là trăn trở. Đi đâu về đâu thì tên nick vừa vụt cười thật. Mình ngày xưa nha quen biết một cái. Mình thấy tên nick ông này ông mẹ như nhà thơ, nhà văn ấy nhỉ. Đặt cái tên nick đi đâu về đâu. Từ sau đặt luôn khẳng định luôn đi câu cá. Nick nhỉ, nick đặt tên đi câu cá. Đi câu cá về nhà. Cứ đi hỏi đi đâu về đâu. Cái tên nick công nhận tên nick đi đâu về đâu là nó gợi cái suy tưởng rất lớn. Ngày xưa quen biết bảo nick của anh là gì. Đi đâu về đâu, nick tao đi đâu về đâu. Ông này nhà tố chất là kiếp trước là ông nhà thơ nhà văn tầm vũ trụ chứ không phải Việt Nam đâu. Đó cái đầu đấy cái nhà ba lá nhà kép đây này, nó đối xứng từ ba lá trở lên. Lúc nãy nói về một bài về của anh Phương về cái vấn đề nhà kép này, tí nó có thời gian thì xem lại nhá. Đấy, nhà ba lá là nó đối xứng ba lá nhá. Đối xứng từ ba lá. Chứ còn nói thì nó có thể nó đối xứng bốn lá, có thể nó đối xứng là tùm chụt túm à. Nhưng cái nhà đơn ấy nó chỉ có hai lá thôi và cái lá nó khác. Lá của nhà đơn này nó mỏng hơn, nó kém xanh hơn. Xanh cái loại này xanh nó là quý tộc cơ, xanh thanh xanh kiểu quý tộc. Các ông có cây thì các ông so sánh với bia được. Còn đây là tôi cho các ông xem cái phần lá mà nó thành búi. Lá mẹ nó phải tầm chục lá. Nên là nó đây chỗ này cũng rất là nhiều phần ngọn. Còn nếu mà bình thường của các bạn thì cái nhà hai lá của các bạn chỉ đối xứng hai lá thôi. Còn nhà thóc với nhà ta ngày xưa ấy, đây có bình thường này. Nó bốn lá. Nó từ vào đánh cờ hôm qua vừa mới bỏ bom cái ông gọi là chấp hai tiên. Ông cứ yêu cầu mình đánh cờ, mình bảo hẹn các ông 8 giờ 9 giờ ngày mai. Một tuần đánh cờ một buổi thôi. Đánh thâu đêm thì được. Mẹ bây giờ 2 giờ sáng 3 giờ sáng mới ngủ. Lúc hôm qua buồn cười cái TikTok nó đang kiểu đề xuất đi. Ô mẹ cứ chỉ cần rít một hơi thuốc là đã chụp ông theo dõi mới rồi. Tức là hôm qua tôi kể cho các ông là tôi đăng hai cây sung. Đăng hai cái video của sung. TikTok nó đề xuất cho lên đến hôm nay nó gần 100.000 rồi. Mẹ cứ như hôm qua là 700 người, hơn 700 người, 800 người theo dõi mới của tôi. 800 người thì cứ một tháng tôi làm phọt phẹt 20 ngày. 10 ngày nghỉ thì cứ tính là thôi thì cái ngày xưa mình cái kênh này này. Mình suốt ngày mình ngồi mình đánh cờ. Đánh cờ ở góc này này. Con cái thủy nó nhìn nó chán luôn, nó chửi, nó văng tục chửi bậy. Đó, mình bảo là kệ mẹ đó. Mỗi ngày mình có 200 người theo dõi mới. Thế là đến đùn ra đến tầm mấy trăm người theo, à mấy chục người theo dõi thế nào. Thế là lúc ấy tôi chuyển hướng sang là bán cây mấy các thứ này. Nhưng mà không phải là tôi chuyển hướng, mà trước đấy tôi đã cây cối rồi. Nhưng mà tôi lúc ấy tôi không có một cái điểm dựa hoặc điểm dựa nó chưa đủ mạnh. Thế là mình thấy Facebook nó rủ mình là Facebook gaming. Thế là bây giờ anh em, mấy anh em của tôi hoặc nhiều người anh em là cũng đau đáu lắm. Mình có sản phẩm, mình muốn bán. Nhưng mà mình lại không có tiếng nói, mình không có nhiều người theo dõi. Thế thì muốn thì phải làm như nào? Trong cờ tướng thì các bạn sẽ thấy cái câu là cờ tôi thấp, tính tôi nóng. Thì các bạn phải hình dung là các bạn ít người theo dõi thì đừng có nóng.
ông nào lại cờ thấp, nhưng lại cờ tôi thấp nhưng tính tôi nóng, tức là mẹ dễ đã ghê đánh nhau lắm, mà cờ lại càng ngày càng thấp. Cờ đã thấp thì tính phải nhỏ nhẹ, mà đánh cờ nó là luyện cái khả năng kiềm chế bản thân. Khi các bạn mà các bạn đã ít người theo dõi, Facebook tôi ít người theo dõi nhưng tính tôi nóng. Nên đến khi nào các bạn nhiều người theo dõi đấy, vừa rồi thằng kia nó cứ bê chuyện tình dục với cả thế nọ thế kia vào, tôi có nóng đâu, tôi thích thì tôi chặn. Còn bình thường mình nó vẫn nói nhỏ nhẹ. Chứ phải thằng khác, như thằng Việt Anh này, thằng bộ đội ngày xưa ấy, mà mày cho bố mày cái địa chỉ, mày nhà ở đâu. Chứ xong rồi gọi điện thoại chửi nhau suốt. Bảo nếu mà thế mà để khi nào mày đông người theo dõi mà gọi là Facebook tôi ít người theo dõi nhưng tính tao lắm, thì là nó hạn chế cái ý. Khi các bạn phải biết là khi các bạn mà ra ngoài khơi ấy, thì nó, các bạn phải chịu nhiều áp lực, sóng nó phải lớn. Và tôi mới kể chuyện là hai bố con nhà kia nó còn gọi điện cho bà già tôi nó chửi cơ mà. Tại vì ngày xưa là bà già bán nhà, thế tôi chỉ đăng là cái nhà bà già bán là tỷ mấy các ông mua thì liên hệ bà già tôi, thế nó có số. Nó chửi bà già mình. Bà già mình bảo mẹ tao làm gì có tội. Mà con có tội đâu, nhưng mà các bạn phải, bà phải hiểu như thế. Tại vì bà già tôi Facebook cũng ít người theo dõi, bà già tôi không hiểu. Nhưng trong cuộc sống là như thế. Khi các bạn nổi là lúc ấy bao hàm cả những cái thứ ý. Chứ còn khi mà tôi phát lên mà toàn đi đâu về đâu mới Hùng Ba Bánh mới cả Chu Quý Rốt mới tên nọ thế kia, hoặc Việt Đào Việt Anh, nhà vườn Việt Anh hoặc mấy cái nhà vườn lớn nhất miền Bắc xem, thì lúc ấy tôi chưa phát triển, toàn anh em ấy, anh em vào xem động viên nhau cho vui ấy. Nhưng mà nó không sản sinh ra cái hiệu suất, tức là nó không sản sinh ra cái đơn hàng. Thì các bạn đấy, trong cuộc sống thì cứ đòi hỏi đạo lý, nhưng đạo lý đấy nó ở trong cuộc sống này, khi các bạn có chịu được áp lực hay không. Còn nói sơ qua như này đấy, các cái cây hàng đất như này, và anh đi đâu về đâu hiểu cái vấn đề này này, tất cả xi xanh hay là mộc hương hay các thứ nhài cũng thế, nếu mà để mà nó lâu dài thì các bạn phải có cái cốt cách. Dần dần con người ta cũng thế, hướng tới cái việc cốt cách nó khác nhau như nào. Bây giờ chúng nó hoặc là ông gã đầu bạc hay thế nọ thế kia, người ta làm nội dung nó nhảm nhí, nhưng mà về lâu về dài để các bạn nhớ đến người khác từ cái nội dung người ta chia sẻ cho các bạn. Không phải nhún nhảy xong rồi lên máy bay hoặc là ngồi trên thế nọ thế kia mà ngúng ngoảy. Nó nhiều người theo dõi trong cái lúc ý thôi. Dần dần là nó bỏ hết. Thủy Bi ngày xưa nó cãi nhau chửi bới gì ấy, xong rồi dần dần mất hết. Còn nội dung trong cái này như này, thế là nếu mà mọi người hiểu thì tôi vẫn hướng mọi người là dần dần các bạn như thế này. Nó là xu hướng của cách đây mấy năm đến bây giờ. Không biết tương lai nó thế nào, nhưng mà tạm thời như này đã. Còn nếu mà uốn bonsai hay là thế nọ thế kia thì nó còn kỳ công hơn. Làm xong rồi làm vòm như thế này hoặc làm vòm như thế này, nó lại còn kỳ công hơn. Chứ còn nếu mà như anh Phương Say, anh trồng mấy chục bụi hoặc là chục bụi ở bờ rào bờ dậu xong rồi mọc tứ lung tung, xong rồi nó thích mọc thế nào thì mọc, thì nói chung là mai sau qua cái cơn sốt của nó. Cơn sốt của nó là cứ nhài kép là bố mày mua. Chủ yếu giá thì giá cao hơn là vì nó đang sốt. Nhưng mà nếu mà làm một cái sản phẩm hoàn thiện như này thì chi phí nó nhiều. Nhưng mà lúc ý này theo cái kiểu là cho lợn mà nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng mới cả xem Hoài Linh mới cả cho lợn này, mới cả nghe nhạc cổ điển, nhạc chính phòng thì giá nó phải cao hơn cái bọn lợn chăn thả bình thường. Lợn chăn thả bình thường đến một lúc nào đấy thì nó, trừ khi nó suy thoái, thì là người ta dành cho những người có thu nhập thấp. Đấy. Còn các cái bọn này thì nói chung là vẫn phải tìm những cái khách hàng nó cao. Còn tôi vẫn hướng là nói chung là vẫn phải bỏ ít công làm như này. Thì nói chung là không nói ế, các bạn bán giá nào thôi. Đấy, thì dần dần là ví dụ như cây này mà muốn hoàn thiện là phải bẻ sang bên kia, như cái cây kia kìa, gọi là bàn trà đấy, để cho mọi người hình dung đây này. Chứ còn nếu mà nuôi bình thường, các bạn mua cái này xong các bạn cứ xả xuống ruộng, các bạn trồng không chả để ý mẹ gì, thì nó vẫn mọc, nó to được, nó lớn ở đây, nhưng mà nó không có cốt cách. Xi xanh các bạn bảo là xi xanh bây giờ làm củi, nhưng mà những cây xi xanh cốt cách toàn tỷ mấy thôi. Hôm trước quay cho mọi người tỷ mấy đây, cây tỷ tư đây ông ơi. Thế còn cái này là nhài đơn. À, đang phân tích nhài đơn, nhài kép. Nhài đơn của các bạn là như thế. Và cái hoa, đây hoa nhài đơn đây, hoa của các bạn đây. Hai lá đối xứng nhá, là nhài đơn nhá. Còn cái loại này đối xứng từ ba lá. Có thể có những cái nách lá mà nó đối xứng hai lá, nhưng thường thì phần đa thì nó đối xứng ba lá. Còn những cái loại mà đối xứng hai lá này, các bạn có tìm mỏi mắt cũng không có đối xứng ba lá.